tiện mà từ mình ở bên Chợ Lách đó là qua nhà bạn mình á, là mình về là mình có đi ngang là mình thấy là có một cô á bán mít nè, ở đây là bán trái cây rất là nhiều. Đây là cái bồn bon, mà bồn bon đấy là rau bồn bon các bạn, hồi nãy là mình cũng có hái ở vườn của nhà bạn mình á, mình có đem về ở đây mình thấy cũng cô cũng có bán nè, bên đây cũng có sầu riêng nữa các bạn. Thì bây giờ là mình sẽ mua mít về. Rồi bây giờ là mình mua là một ký mít đó là 20.000 nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ nhờ cô xẻ ra một trái thì mình sẽ ăn tại chỗ, còn mình sẽ mua về thêm nữa ha. Cô lựa mà trái mà ăn liền đó con. Cái này thấy nó hơi có lỗ mà nó mà sao nó không vô. Trái này nó khui dễ ha chị ha. Cũng ít muối ha. Nó đâu có nhiều, biết lấy có gì còn nữa thì dạy mình xé ra. Ủa mà rồi trái sao mình biết sao nhiều muối chị? Thì có trái nó nhiều hơn cái này chút đỉnh thôi chứ đâu nhiều nữa. Có trái nó nhiều hơn cái này chút đỉnh. Nè. Có mấy muối rồi, khui khui ra luôn đi, ăn thử xem như thế nè. Giật giật cái cuốn á, em giật cái cuốn ra luôn em đó. Không có, còn bên trong á, nhiều khi nó rụng bên trong á. Bên trong thì không có rụng bên trong. Đâu lửa tới nào bự bự có nó ngon ngon á chị. Hả thì có gì? Thôi để hồi đem về nhà cho mấy nhỏ nó ăn. Cái này mới ăn nha. Em lựa cái nào ăn liền á em. Rồi dây cân hai tới đó luôn đi em coi thử coi. Đây hai trái này nữa. Thứ 7. Cái 7 với hồi nãy 800 này thôi em sẽ là 2 kg rưỡi. 2 kg rưỡi. À 3 trái tổng cộng là 2 kg rưỡi. Còn trái này giống trái Lekima quá hả? Lekima. Hai kg rưỡi. Hai kg rưỡi 52 gram lấy cho 50 ngàn thôi. Còn cái gì nữa? Về đây tăng tính. Ăn liền ha, trả về được, ăn liền. Ồ, cũng quá trời muối nha. Ồ. Rồi để dây hơi lên xe cút ra. Ok. Trái nó nhìn hấp dẫn. Hên xui, mua cũng hên xui. Cái trái này á của mình á là coi tổng cộng có 6 muối rồi các bạn. Cái này muối nhiều hơn. À, cái này ngon nè. Đâu. Còn dính dưới nữa nè. À, rút cuốn ra luôn nha chị. Rút cuốn ra luôn nè. Tủ nhau là lớn tủ các bạn. Cho nên đó là về đâu là nhỏ nên là mình xin hô lại ha. Đây. À. Bạn thấy là một cái mít là nó ra bao nhiêu muối mà ở trong đây nó cũng còn dính vàng muối nè các bạn. Thì bây giờ mình sẽ mua thêm hai trái này nữa mình sẽ đem về. Bây giờ mình sẽ dùng thử coi cái phần mít túi nữ ăn là nó có cái gì nó khác như là cái mít nghệ hoặc là cái mít thái như thế nào ha. Còn thường đưa lên khỏi đấy ăn vậy nha các bạn.
rất là thơm. Cái này thì cái muối nó nhỏ nhỏ à, chứ không có bự đâu. Nhưng mà được cái là cái này là cái cuốn là mình giật cái ra luôn á. Cái hộp có tí xíu như vậy nè các bạn, ăn rất là ngon ha. Thì bây giờ mình sẽ mua về. Mua về sẵn cho mấy đứa nhỏ ăn luôn. Bây giờ mình sẽ trả tiền cho cái chị bán ha. Vậy là mình sẽ đem về cho mấy đứa nhỏ nhà nó ăn nha các bạn. Rồi bây giờ mình cũng mới vừa về tới nhà thì bây giờ mình sẽ mít ra, sẽ ra đặng cho con với cháu mình ăn ha. Hồi nãy là mình mua cái trái đầu á là có nhiêu đây muối nè, còn trái thứ hai là mới được nhiêu đây muối nè. Bây giờ mình sẽ tiếp hai trái này nữa là ở nhà mình mới ăn đủ nha các bạn, chứ nếu mà sẽ ít quá thì ăn không có đủ. Nãy con dao của ta bén, con dao mình nó hơi lục nên thôi kệ, mình sắc lại. Có cái phần cho nó phần gì đâu. Cái này cũng có chí muối à, ở trong này, trong này có đây. Cái này ngon nè, trong đây có mấy muối à, muối nữa giang phụ hả. Rồi giờ là mình sẽ nè. Cũng có mấy muối nè, nó được có nhiều đầy muối luôn à các bạn ơi. Nó không có ngon bằng hai cái trái đầu của người ta xẻ ra, nó hơi trắng ha, nó hơi trắng. Rồi bây giờ mình sẽ để này qua một bên đi, mình sẽ xẻ tiếp. Đây còn cái rồi nè. Thì mình sẽ thành ba đường, chứ để nhiều khi còn cái đường bên kia mình không có lấy ra được. Ủa? Cái này ngon nè. Ủa, nhiều quá. Cái này nhiều muối nè. Ố là lá la. À, cái này nhiều muối nè. Chùm muối quá trời luôn. Rồi bây giờ là mình sẽ cho tụi nhỏ nó ăn nha. Mình ăn á, mẹ con biết cách ăn không? Con không phải lấy từng muối nha, con lấy cái miệng á, anh để cái trên này nè, cái con canh nha, cái muối mít á, con ăn. Nè, si nè, còn ca nè. Rồi ăn thử đi con, ngon không? Còn bây giờ là mình sẽ ăn cái muối này. Sao ăn được không? Ăn đi con, ăn đi con, ăn đi con, cầm con ăn đi. Ăn ngọt không? Mít này á là hồi nãy mình mua là cái người bán là nói 25.000 các bạn, tại vì mình trả giá cho nên là mình mua có 20.000 thôi. Cái người bán là ta bán tới 25.000 nữa nha. Ngọt quá. Ngọt không? Ngọt quá trời luôn á. Dạ. Ngon ca? Ngon. Thích ăn muối nào? Thích ăn mít nào? Mít này hay là mít nghệ? Cái muối mít mà hồi kỳ mở tư mua về sẽ lọc muối từ muối á. Muối nghệ. Mà muối này thì ăn giống như cái họng của mít mít ướt quá không? Để đó. Đúng không? Ăn thì nó hơi cái vị nhão nhão chứ nó không có ráo các bạn. Đi. Cái mít này á là con ăn thấy lạ không? Cái mít này á là cái mít chú nữ chứ không phải là cái mít mà thường thường, cái mít nghệ. Nên á là mẹ thấy lạ cho nên mẹ mua về cho con ăn á, cho con biết, hiểu không? Mẹ Si cũng chưa ăn mít này lần nào luôn đúng không? Dạ. Còn ca ăn chưa? Dạ chưa. Đó vậy cho nên là chưa có ăn thì mẹ Tư mới mua về cho ăn thử cho biết. Chứ nếu mà biết rồi mua chi nữa, mua mít kia ăn. Đúng không? Là cái cây dầm nó ngon lắm nè. Cái cây dầm sao ăn được? Nó nhỏ nhẹt sao ăn cái cây dầm được? Nhưng mà ăn rất ăn ngon không? Ăn thấy ngon không? Ngon. Ừ, chị Sushi này đã là thứ nhất là thích ăn đồ ngọt nè, đồ béo nè. Ăn rất là ngon. Cái trái nè. Cái trái này nè các bạn, hình như là nó chưa có chín lắm. Mình mua á,
mình không biết lựa như thế nào mà biết nó chín hay không các bạn, cho nên đó là mình phải nhờ cái chủ bán, người chủ bán á mới gờ biết cái trái nào muối nhiều, trái nào muối ít, chứ mình thì không có biết cái nào mà muối nhiều. Thì mình chỉ bóp là thấy nó mềm là mình biết là nó chín thôi, chứ mình cũng không biết là trong đó nó chín tới cỡ nào các bạn. Trong đây nó còn muối nè, trong đây cũng còn muối nữa nè, trong đây cũng còn muối nữa nè. Nãy mẹ tách có hai đường thôi cho nên nó là còn y vậy, trong đây cũng còn nhiều muối nè. Đó chứ kia không phải là ít muối đâu nè các bạn. Nè trong đây là còn muối nè ha. Mít này á mình sẽ cái tay nè dính mũ nè, khi mà mình muốn cho hết cái phần mũ này là mình phải rửa bằng cái dầu lửa các bạn, dầu hôi á nó sẽ hết cái phần mũ ha. Nhưng mình á là chỉ hiếu là mình mua cái mít chú nữ này các bạn về cho con cháu mình ăn, tại vì nó chưa có biết là cái mít chú nữ như thế nào. Nếu đúng ra là mình ăn cái mít mà mít nghệ á thì ăn nó sẽ ngon hơn, ăn sẽ ngon hơn cái mít chú nữ ha. Tại vì nhà chưa, mấy đứa nhỏ nó chưa biết ăn, nó chưa biết cái loại mít này luôn các bạn, cho nên đó là mình thấy mình mua về cho ăn thôi. Và mình cũng xin cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem video của mình nha. Nếu thích đó thì like, chia sẻ cho các bạn nhiều người cùng xem nhé, và nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha các bạn. Xin chào các bạn.